Cái người nào mà ma không thèm chơi thì cái người đó là cái người mình cũng hết xài luôn. Nỗi ma mà nó nghỉ chơi, nó trốn luôn, thấy người đó đổ lãng chỗ khác là người đó trong cuộc sống này cũng hết xài. Còn người nào ngồi đâu ma bu quanh tới đó là con người cực kỳ dễ thương. Xa 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 xa, nghe thoáng thoáng tiếng hát thôn nữ bên đồng lúa